Sao vậy con? Mẹ ơi, con đi nữa đâu, con mệt lắm rồi. Cố lên con, một chút nữa là tới nơi rồi. Sao con lại đi tới nghĩa trang liệt sĩ? Con mệt lắm, con không muốn đi. Con ngoan, mình còn phải tới thắp hương cho ông nội con và mọi người nữa. Sắp tới ngày lễ 30 tháng 4 kỷ niệm ngày thống nhất đất nước rồi. Thế sao con hay làm gì hả mẹ? Làm vậy để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập nước nhà con ạ. Con nhìn kìa. Ông cục kia à? Con có nhìn thấy chân ông bị đau không? Là vì hồi đấy ông chiến đấu với quân địch, chân ông bị thương đấy. Các anh hùng liệt sĩ đã đánh đổi cả mạng sống này, cả máu thịt này, và cả một phần cơ thể để đổi lấy hòa bình cho chúng ta. Vậy mà con đi bộ một chút đã mỏi chân rồi sao? Con biết từ đây ra Hà Nội rất là xa đúng không? Ngày xưa các cụ đã hành quân từ Hà Nội vào Sài Gòn mà không một lời than trách. Vậy mà bé yêu của mẹ đi một tí đã nản chí rồi sao? Con biết không? Con nản chí. Quyết tâm. Để con nhắc ông đi nha. Ồ, con giỏi quá. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiến ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Bố, con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, bố đi đâu thì nhắn con đưa đi. Bố cứ đi như vậy rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Quên rồi, nói nhỏ nhỏ để làng xóm tận hưởng con. Bố lạc đường xa như vậy mà không nói lớn sao được? Mà bố đi đâu cũng chẳng nói cho mẹ biết luôn vậy. Bố thấy có một người quen giống đồng đội cũ của bố lắm, bố chạy lên tới nơi thì cũng phải cái bố lạc luôn. Bố cũng thật là. Cái này tốt cho mắt này bố, còn giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện sức khỏe tim mạch nữa. Bố uống đi bố. Tụi con cứ bày đặt. Hồi xưa bố chiến trường á, bị thương rồi bệnh hoạn đủ thứ hết á, nhưng mà nhờ rèn luyện sức khỏe thành ra bố bây giờ vẫn khỏe nè. Bà đặt mua chi tốn kém gì không biết nữa. Cái này con được đối tác tặng á bố, không có tốn tiền. Bố. Con mới tới hả? Dạ. Đèn ơi, cái thuốc con cho nghe, uống vô khỏe hết sức con, ngủ tốt nữa, mày không có đau đầu nữa này nha. Cảm ơn con. Dạ, bố nhớ uống đều nha bố. Ừ. Còn đây là chú Chiến, người mà bố mong muốn gặp bấy lâu nay đấy ạ. Đồng đội. Ủa còn sống hả mày? Trời ơi. May quá vẫn kịp đoàn tụ trước dịp lễ 30 tháng 4 đúng không hai cựu chiến binh anh dũng của con?